Xin kính chào quý vị các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà của chị Yến ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để tiếp tục quay video chia sẻ cho quý vị và các bạn xem thêm một số cái mai phôi ha. Giá thì 250 vậy. À, rất mềm luôn. Rồi, chào chị. Chào Tâm. Dạ, kính chào các cô chú anh chị ạ. Hôm nay con cũng có một lô mai phôi giáo hạt Hữu Đức, tiếp tục giao lưu cùng cô chú anh chị ạ. À, số điện thoại của con là 0392496865, cũng là số Zalo của con. Bên con cũng bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn ạ. Để không mất thời gian cô chú anh chị, con tiến hành vào mã số 31 nha cô chú anh chị. Dạ. Chiều cao là 52. Bình thân là 22,5, con tính 22 nha cô chú anh chị. Đế bàn đều bích tàu luôn cô chú ơi. Cây này cổ ngắn rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi mã 31 nha lưu với giá là 500.000. Rồi 500. Mã số 32, cây này VIP luôn nè cô chú anh chị. Dáng co lắc đẹp, tay chỉ cần đều. Chiều cao là 48. Bình thân là 18. Đấy đây cô chú anh chị. Bích tàu luôn. Nhìn rất đẹp nha cô chú anh chị. Rồi mã số 32 con giao lưu giá 450. Rồi 450. Mã số 33. Cây này giót đọt luôn. Chiều cao là 84. Mình thân là 20. Một nồi đế đặc luôn nha cô chú anh chị. Cây này tay chỉ cần đều dáng đẹp luôn nha cô chú. Rồi mã 33 con giao lưu giá là 650. Rồi 650. Mã số 34. Chiều cao là 60. Bình thân là 18. Rồi đây đây. Giống cái đuôi. Có cọng rễ giống như cái đuôi con cô chú anh chị. Mã 34 con giao lưu giá là 400.000. Rồi, 400. Mã số 35. Chiều cao là 40. Bình thân 16. Đế trải đều bích bầu luôn nha cô chú anh chị. Rồi mã 35 con giao lưu giá 250. Rồi 250. Mã 36, cây luôn. Này tay chi cành đẹp nè cô chú anh chị. Chiều cao 45. Cây này nhỏ xinh rất đẹp nha cô chú. Bình 18. Bích bầu luôn. Cây này để bàn rất đẹp nha cô chú. Rồi cây số 36 con giao lưu với giá là 250. Rồi 250. Mã số 37. Chiều cao là 55. Bình thân là 18. À, đây đâu vậy? Quái ha. Quái luôn nha cô chú anh chị. Rồi mã số 37 con giao lưu giá là 300.000. 300. Mã số 38. Quái luôn. Chiều cao là 40. Bình thân là 17. Đế nó ra cái nó cong xuống rất đẹp nha cô chú anh chị. Nhìn rất là quái luôn. Rồi mã 38 con giao lưu giá là 300.000. 300.
Mã số 39. Dán quái ha. Dán quái nôm luôn. Sổ nè. Chiều cao là 30. Mình thân là 18. Xác ở dưới đây nó được 21 nha cô chú anh chị. Cây này độ sổ 30 nha cô chú. Dán quái luôn, đế rất đẹp nha cô chú anh chị. Đế nôm sổ dài luôn. Rồi mã 39 con giao lưu giá 900.000. 900. Mã số 40. Chiều cao là 38. Hoành thân là 22. Cái củ của nó là 39 nha cô chú anh chị. Củ nở luôn. Đế cộng to lực luôn, rất đẹp nha cô chú anh chị. Rồi mã số 40 con giao lưu giá là 300.000. Rồi 300. Mã số 41. Chiều cao là 46. Mình thân là 17,5, con tính 17 nha cô chú anh chị. Đế quái luôn. Rồi mã 41 cho lưu giá là 300.000. 300. Mã số 42. Cây này giót đọt luôn, bắp măng luôn nè cô chú anh chị. Chiều cao là 80. Hoành thân 22. Đế quái luôn nè cô chú anh chị. Một cục to đùng luôn. Ai chỉ gành đều luôn nha cô chú anh chị. Rồi mã số 42 giao lưu giá là 500.000. Rồi 500. Mã số 43. Này để bàn ha. Chiều cao là 75. Hình thân 15. Nếu vàng trả đều ít bầu luôn nha cô chú. Rồi mã số 43 con giao lưu giá là 200.000. 200 thôi. Rất mềm. Mã số 44. Chiều cao là 50. Mình thân là 16. Rồi, đây đây. Dễ quái luôn nha cô chú anh chị. Rồi mã số 44 con giao lưu giá là 250. Rồi, 250 thôi. Mã số 45. Cây này tay chỉ cành đều, cổ ngắn rất đẹp nè cô chú anh chị. Chiều cao là 54. Hoành thân là 16. Ở đây đây. À. Quái luôn. Cây này nhỏ xinh rất đẹp nha cô chú anh chị. Mã 45 con vô lưới giá là 250. 250. Mã số 46. Chiều cao là 73. Hình thân là 19. Cộng to lực ha. Cộng đế to lắm nha cô chú anh chị. Này còn bành mười mấy luôn, cộng đế luôn. Rồi mã 46 con giao lưu giá là 300.000. Rồi 300. Mã số 47 cũng là mã cuối clip con ngày hôm nay nha cô chú anh chị. Cây này tay chỉ cành đều luôn. Chiều cao là 57. Hoành thân là 23. Lực cây ha, đế quái luôn. Đế quái luôn.
Rồi mã số 47 cũng giao lưu với giá là 550. Rồi, 550. Cũng là mã cuối clip của con ngày hôm nay. Con rất mong các cô chú anh chị nhớ thời gian xem clip và ủng hộ con. À, con cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ạ. Rồi, cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ chị Yến. Xin chào và hẹn gặp lại.